không quốc gia Việt Nam. Xin kính chào quý khách. Ladies and gentlemen, welcome aboard Vietnam Airlines. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thay viên Lê Minh Hàng không Skyteam, cơ trưởng Nguyễn Anh Tuấn, tiếp viên trưởng Trương Hồng Ly và phi hành đoàn, xin hân hạnh chào đón quý khách trên máy bay Boeing 787. Chuyến bay mang số hiệu VN245 từ thủ đô Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian bay đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất dự định là 1:50. Xin cảm ơn và kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Ladies and gentlemen, on behalf of Vietnam Airlines, our members, Skyteam Alliance, Captain Nguyễn Anh Tuấn, Cơ sở Trương Hồng Ly, and all our members, we'd like to welcome you aboard our Boeing 787, flight number B8245, from Hanoi to Ho Chi Minh. Our estimated flight time to Tân Sơn Nhất International Airport is 1 hour and 50 minutes. Thank you, and enjoy your flight. Quý khách vui lòng dành thời gian theo dõi hướng dẫn sử dụng các thiết bị an toàn chiếu trên màn hình máy bay. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, may we have your attention for a few minutes to watch the safety demonstration on the video, please. Thank you.
by pulling down sharply the red jack when you are at the exit. It can also be manually inflated by blowing air into the tube mouth instead. A light and a whistle are attached to the jacket for attraction. Special life jacket from Fortune is available on board the aircraft. Do not remove the life jacket from this location without having cruise requirement. Chiếu sáng quái.